À, xin chào anh em, chào mừng anh quay trở lại tiếp theo mình mọi người ơi. Và hiện tại thì bọn mình đang bắt đầu một ngày mới. Thì đã bắt đầu dựng những cây sắt lên rồi mọi người ạ. Mình nhìn thấy chưa, những cây cột sắt đã được bọn mình dựng lên. Và mình sẽ dựng cây sắt này lên để cho anh mình và chú mình sẽ tiến hành là xây anh em nhé, xây các cái bức tường. Đấy, đầu tiên là sáng nay thì bọn mình tạm thời là sẽ tập trung dựng toàn bộ những cột sắt mà mình có ở đây lên thành một cái hình khung hình như thế này mọi người ạ. Ở đây còn mấy cái cây để chưa dựng này, mấy cây để chưa dựng này. Bọn mình đang dựng được 4 góc rồi. Đó. Và sau khi mà dựng lên thì mình sẽ có một cái khung cơ bản như thế thì chúng ta xây nó sẽ ok hơn. Và sau này thì những cái cây cột đấy nó sẽ nằm vào trong bức tường anh em ạ. Đó. Đấy. Ôi. Đấy. Đấy. Ôi các bạn ạ. Ôi. Sao? Chưa nhìn nó xuống mắt rồi. Cái cắt đi à? Mày cắt từ 17 cơ mà. Hả? Vừa 10 phân. Cái cây đấy là ở góc này mà. Ừ thì 407, ngoài kia 403 thì cái này phải 407 chứ. Hay là 17? 417 à, cái này 417 à. Ừ. Ừ. Đúng đúng. 407, 407 đi. 407. Cái kia cây ở trên này là 407 đúng không? Ừ. Đúng chưa? Rồi ok. Đây là nhầm. Xít nữa là mà chín nó hơn 10 phân là được con chuyện rồi đấy. Một thiết kế vậy. Không thì 406 thì 407. 407 đi anh ạ. 407 là tốt hơn. Dạ. Bằng rồi đẩy lên cho nó cao hơn chút. Rồi, ok. Đó. Đấy. Nên là câu chuyện là sáng nay thì anh em mình đang tập trung và hỗ trợ mọi người để dựng cái cột này lên. Tại vì bọn cái máy tôn là mình định nhé là mình tự bán lấy anh em ạ. Hai ba anh em sẽ gọi là mình sẽ chia anh em ra, người vẫn là làm xe và người thì sẽ bắn cái máy tôn này, thì mất khoảng 2-3 hôm gì đấy. Thì đó là một phần chi phí anh em ạ. Nói chung là thuê thợ thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà mình làm được thì mình nên làm anh em nhé. Ok, mọi người đang tiến hành. Rồi mình sẽ phải vào mình phụ mọi người một chút nhé mọi người ơi. Đấy, mọi người đã dựng cột lên anh em nhá. Sắp xong rồi, sắp hoàn thiện rồi. Nhất cháu. Đấy, bọn mình vừa phải hỗ trợ lại các anh và các bác ngoài kia hỗ trợ lên cái phần kèo đấy mọi người ạ. Tại vì bọn mình định là mấy nữa mình sẽ tự bắn mấy cái kèo ấy, nên là mình phải dựng mấy cái cột đấy. Đấy, nói chung là mình tự bắn được thì nó sẽ bớt chi phí đi, để dành chi phí của mình chế xe như làm những mục đích khác mọi người. Ở đây thì chú Lợi đang tiến hành là dính cái phần lẫy cái số, chú đừng coi keo gì ạ? Keo AB. AB à? Hai thành phần. Hai thành phần à? Phải AB không, nhưng mà nghĩa là nó hai thành phần. Đây là keo, đây cây lẫy cái số anh em nhé. Tức là có vít vào xong mình vẫn dùng cả keo mà. Ừ. Phải mới chắc. Ngay keo thì ngay keo nó bung thôi. Lắp vào xịn te rồi, ok rồi. Đấy. Tháo lại làm cố định để chắc thôi. Lấy cái số này có to không chú? Không. Vừa đẹp. Nó sẽ đặt vị trí đấy đúng không? Nó bên đây. Bên đây. Vừa đẹp mà. Đẹp lắm. Nãy lắp là thấy đẹp rồi, nhưng mà mỗi tội là nãy thì chưa kịp quay vlog cho anh em xem. Lát nữa khi mà làm xong cả hai cái lắp vào thì cho anh em xem luôn cả cái hình dáng mà lúc nó đang được tích hợp cùng với cái vô lăng kia kìa mọi người ạ. Đây, mọi người sẽ thấy nó sẽ như thế nào. Đó, hiện tại thì mình đang tiến hành là xử lý qua một số chi tiết nữa mọi người nhé. Ở đây thì mình đang tiến hành là xử lý lại cái phần khuôn đèn. Hôm qua mình có đúc thử ấy, thì cái phần khuôn đèn kia chưa được ok, nhưng mà về cái lò nhiệt thì khá là ok mọi người ạ. Mình đang xử lý lại khuôn đèn. Riêng buổi sáng nay thì mình đã phải tập trung là mấy chú cháu ngoài kia để xử lý cái phần trụ cột rồi, nên là nó hơi bị delay một chút mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta quay lại với công việc của mình.
Tây ngon nhưng mà hơi đắt. Vài trồng dưa tây bán luôn. Chú định mua dưa tây à? Trồng dưa tây ở trong ôi. Hay là mua hết mùa nhỉ? Này rồi trồng hết mùa nhỉ? Ở đằng sau tao có cái bụng rộng rộng, khả năng trồng dưa tây. Vui vậy. Hay là sửa bên cạnh cái giống dâu tây. Vậy áo quá nhỉ. Dâu tây dễ bán. Không dễ thôi. Nhưng mà giống dâu tây này nó phải ở trong một cái xưởng, trong nhà lưới. Thì mình xây nhà lưới lên như thế. Mình có điều hòa chứ, mình lắp điều hòa chứ chú. Nghe. Đây cái gì? Hả? Đây cái gì? Đây. Đây là mình đang lấy khuôn à? Lấy khuôn đồng hồ nhé. Chứ tắt mình tắt thiếu ấy. Chứ mà nếu bạn nào thiếu cho mình lấy hình chính lại ấy. Cứ lấy làm sao cho đủ ra hình chuẩn là được ấy. Xong cho mình lấy thẻ hình của mình ra đi make nhất ạ. Cứ làm sao cái hình chuẩn là được. Đó đắt thêm máu được ấy. Nghe đọc đâu. Nó bị chặt rồi chú. Nhẹp quá à. À đúng rồi, mình chỉ lấy cái đấy vô tăng cái vuông ra. Nếu mà có thể hình dung thì đây là mình đang làm một cái khuôn đồng hồ để bọn mình cho nó khít vào cái hình dáng đồng hồ mà mình đã chế tạo được này. Thì khi bọn mình thiết kế một cái đồng hồ ấy thì nó sẽ được kiểu là hoàn thiện tốt hơn. Đây mình đang lấy mẫu mọi người nhé. Sau khi mẫu là ok thì mình sẽ tiến hành là in nó là một cái tấm mách cứng để mình gửi cho Dũng, để Dũng từ cái hình dáng này, Dũng sẽ thiết kế, Dũng lên phương án làm sao cho được hợp lý nhất có thể mọi người ạ. Đấy thì ít nha, đúng là cũng có một chút kinh nghiệm cũng như là kiến thức về lập trình rồi thì thiết kế các cái bảng mạch điện tử thì bọn mình sẽ để chi tiết này cho Dũng hỗ trợ nhá. Hỗ trợ anh em. Đấy chính ra mình sẽ thử gửi luôn. Chắc là hôm nay làm sáng mai mình gửi, tại sao đấy cũng trời sắp tối rồi. Anh em đây cái đồng hồ mình chế này. Đấy. Đấy. Đang phải cắt làm sao cho nó khớp vào anh em ạ. Không hề đơn giản như thế này. Ban đầu bọn mình định là dán mách, dán giả đồng hồ thôi, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà làm được thì tốt. Tại vì Dũng bảo là cũng có khả năng là sẽ có phương án tốt hơn là dán một cái tấm đề can vào ấy. Thì trông nó hơi kiểu giả chân. Nếu mà mình làm thì bọn mình sẽ tốt hơn. Có điện, có đóm các kiểu ấy, nó sẽ tốt hơn. Đấy anh em mình dung ra chưa? Cái tấm bìa này là mình sẽ làm cái đồng hồ nha. Quay chung vào quay phe đi thì cái đồng hồ nó hơi dị một chút nhỉ. Nó không tròn, nó chẳng thống nhất một cái hình dáng nào, nó lại kiểu dị vô này. Nó luồn vào cạnh được. Tháo ra ngoài hả nó chú? Ok, vô đang bị vậy á? Di chuyển xong bên kia.
À, 5.000 vào giữa quá. Mình phải cho nó xem là thành mình phải cân chỉnh lại. Anh em ạ, cái này lúc nào sẽ phải xử lý cái mỏ này. Cho nó lui ra bên kia một chút. Nó thì công một chút, nhưng mà bắt buộc phải vậy. Nếu mà mình muốn có một cái cảm giác lái nó ok nhất đấy thì phải xử lý. Cũng nói mà vì sợ bị lợi làm vay đi là cho ơi. Yeah, hai cái khác nhau rồi. Không phải biết lợi làm người khác thôi. Mày đó hả? Chẳng nghe cái đồng gờ trong là mình về sau mình làm cái đồng hồ đó là cái gỡ không biết. Cái gờ này nè, cái gờ trong của đồng hồ là cái gờ luôn. Ừ. Gờ đồng hồ đấy. Ừ. Là nó luôn. Ừ. Chứ có phải nó rời đó. Ừ. Yeah. Cho nó nhìn đi. Còn mình chỉ làm được cái phần ốp này thôi. Nếu cái này mình mà làm cái phần gờ bên trong này nữa thì nó lại làm một cái đồng hồ riêng nữa. Ừ. Đúng không? Đúng. Đây mình đang làm cái phần ốp mà. Còn đồng hồ thì mà làm đúng rồi, vậy thì làm lệch mất đấy. Gửi đúng là gửi cái cốt này làm lệch mất đấy. Mình làm con thôi, không phải là cái đường đúng không? Đúng rồi, gửi đúng thì mình làm lệch mất đấy. Mình chế thì mình kéo cái form dưới lên này. Thì bám được vòng nữa. Thì là có được cái gờ này. Thế là mình chưa có gờ. Vấn đề là cái này mình có cần làm cái gờ đấy không, hay là cháu nghĩ là như này thì nó cũng đã đủ độ uy tín rồi đúng không? Nếu mà làm mà nó thì mình phải quất được nó ra rồi. Ừ. Phải nó không phải cái mảng to đó. Ừ. Cái này nó bé có trống có thật gì như này thì đó một cái mảng cái vỏ này, cái này nó là cái này thôi. Còn nếu muốn làm một đường ốp nữa từ đây xuống bằng móng đấy là cái đường ốp này. Cháu nghĩ là với cái hình thức như này nó khá là đẹp rồi. Không cần phải nhất thiết là phải có thêm cái ốp vậy đâu. Tức là cái đồng hồ này, bản thân cái đồng hồ ấy là nó rời, cái ốp này nó úp vào cái vành này nè. Cái vành đấy là nó vào với cái này. Ừ, đúng rồi. Đấy rời luôn. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình đang làm là làm trực tiếp và liền vào đây thì đang xác định làm bố. Làm liền nó không tháo rời nữa. Là tháo một cụm này thôi. Ừ. Ừ. Tức là mình làm đồng hồ là mình làm một kiểu đồng hồ riêng đấy. Làm đồng hồ là đồng hồ riêng thôi. Còn cái cục này mình đi cho nó một liền khối luôn. Lúc ban đầu là như vậy. Đồng hồ cơ mà đồng hồ như này làm to không cũng thường vào vậy à. Không, đồng hồ trước hết mình cứ lấy lõi đi. Mình cứ xác định cái lõi đồng hồ đã. Nó tầm bao nhiêu, không có đồ là mình về và mình còn có gì lên đấy, vút nó lên để dắt nó vào trong này thì thoải mái. Vẽ trong này từ đến đây thậm chí con này mình chỉ mài mép này vừa thôi, lòng nó không cần mài. Đặt đồng hồ tròn đấy nhá, ví dụ đồng hồ tròn đây. Vâng.
Vậy thì sao? Đấy thì từ cái hết của cái đồng hồ đáy bao nhiêu bắt đầu mình vuốt dần lên đây. Mình vuốt form nó lên. Đắp ngược một đường về đấy. Vuốt form lên là được. Xong cơ lắc đồng hồ là làm sao khi mình đút ở ngoài này đút vào vừa chạm kịch cái đấy. Tức là kịch cái này này. Là đồng hồ vừa sít mà cũng vừa cái form đấy. Form như kiểu vào côn đấy. Là đồng hồ là có làm đồng hồ nó chạy không? Ngồi đồng hồ nếu mà đường điện tử thì đẹp. Điện tử làm sao? Điện tử thì số này trong khi cái đồng hồ trong xe đi điện tử mà. Thì đẹp hơn. Đây nó gần như để mình đang làm nó chỉ là một cái phần ốp thôi. Cái cốt đồng hồ đúng là nó phải là cái cốt đồng hồ riêng. Đồng hồ là đồng hồ riêng. Ừ. Mình không có đồng hồ riêng. Mình không có đồng hồ thì mình làm mình lợi thế mình muốn làm là làm cả cái cốt này luôn là thành form là nhất là phát ra cả luôn. Xong mình lắp đồng hồ là lắp hai vị trí khác nhau, bên đây một cái và bên đây một cái liền hai cái luôn. Vậy cái độ nặng vậy từ đây lên nó mới khoảng độ xoáy rồi. Đây ví dụ cứ cho vòng tròn đây đi. Vậy mà làm cái mà để em làm ở đây thì nó nhìn thôi. Đấy thì vứt một đường nó lên đây. Từ đây vứt lên đây là vừa, xong bắt đầu mình dịa rãnh, nghĩa là chỉ hơi vựa vựa thôi, không dày ra bao nhiêu. Cho vừa thôi, xong bắt đầu mình dịa rãnh ra, là nó sẽ ra được cái hình rãnh. Còn bên hai bên form này thì thoải mái rộng để làm cái gì á. Đây nè, hai bên form này thì, đây nhá, chỗ này nhá. Thì thoải mái rộng để làm vào đấy, mình còn làm vào đến đây mà. Đúng không? Đây nè, cái vành này là mình còn làm vào đến đây mà. Ấn xuống. Phát, là cái khắc này vào. Ừ, đúng không? Cốt bên trong này là đúng ra cốt bên trong là có đồng hồ đấy. Mình tạo được form của nó như con Bugatti trước thì mình có đồng hồ sẵn. Mình đặt vào là mình làm ốp theo form nó. Con này đồng hồ nó khó, em muốn nào không? Khớp được. Không có. Con này đẳng cấp rồi. Vẽ theo cái này thôi nhỉ. Đây, làm chỗ này làm cái này xong rồi. Đấy, ôm theo cái này. Không, con này mình phải lấy đây ví dụ như cái này. Nó cũng có cái đường GG đây thì nó sang đây nó đi GG vuông vuông ơi. Theo kéo xuống đến đây. Là nó cái này là một cú. Đúng rồi. Đấy. Nó lúc mình đắp sau. Ừ, xong về mình bắt đầu mình có đồng hồ mình mới nuôi được chứ bây giờ mình biết đường nào. Đấy cứ làm cái hình đồng hồ ra để dùng có xử lý đồng hồ đi. Cả khuôn này thì biết đó. Không, không làm một khuôn đâu. Khuôn in 3D từ đây lên đây in sao được. Không là, 3D á. À in lập trình à nghĩa là làm cái khuôn rồi đấy. Không hiểu là làm cái vấn đề gì. Cháu mình chú xưa cũng làm cái gì đấy. Chắc là Dũng mà làm được thì nói báo. Chỉ cần gửi hình lên thôi là xử lý mà. Phương án làm ok là được. Mà. Khi mình lấy cái cụm đồng hồ này về mình dán băng dính mọi thứ linh tinh vào bắt đầu mình mới đắp bên ngoài form thì giống luôn. Hả? Rồi, mình cho anh dán. Ừ đó. Vậy chứ nó cái đồng hồ. Mà thiết kế xong cái đồng hồ này mới nó phức tạp. Đồng hồ này kỳ công lắm. Hơi khó. Nhưng mà làm cốt được giống 100 năm là hơi nhẹ nhục quá. Trông nó của chuối rồi. Thu nhỏ ở đây trông rõ ràng nét căng luôn nhé nè. Đây cái đường vành cong này. Đây cho Thu tí nữa. Thu à to gì thế đây nhá. Cái đường vành cong này là nó ăn liền với thằng này. Ừ. Đấy phải không? Mới lại đi cùng vào mấy cái ông cụ bầu này. Đi sang đây. Còn ông này chỉ là lắp ốp xuống thôi. Ờ thế à. Đúng không? Ừ. Thế nó có ở cái đoạn đấy. Nếu mà mình mà thiết kế dày luôn như thế này thì không biết sau này lúc mà còn đồng hồ về, lắp vào cái gì. Ừ. Cái này cốt là nếu có đồng hồ mình chờ đồng hồ về không lấy cái tâm toàn này. Còn thừa bao nhiêu là mình kiểu đáp ra thì mới được thì giống được càng giống càng tốt phần nào là 90% vậy bộ nào mài cái mép này thì cứ mài vừa thôi nhưng mà ừ tại cái trong này là không cần đi khi mày nhẵn quá luôn mất công đó nhá cũng làm này hơi bầu nhá. Ừ, đúng là cái này hơi chứ nhưng mà nó vẫn còn có góc á.
Cẩn nhá. Cẩn ba á. Ừ, cẩn ba. Mày giữ tâm. Quan tâm đúng không nhỉ? Sống rồi quan tâm cơ gì? Nó kẹp qua rồi nó lại cố tình nó vào số nó ít biến kẹp qua hết. Anh hùng Avenger gì vậy? Đấy. Cái cổ vô lăng của cái xe này nó cũng đủ vui to trên đầu. Hay là cũng nắm sát vô. Chắc vậy đó. Không, mình có đi. Gì đó.
mình sẽ tạo form bằng cái miếng giấy này, xong sẽ bây giờ mình sẽ tạo form bằng mic nhé mọi người nhé, bằng cái tấm mic này để cho cứng cáp khi để cho Mr. Dũng nó làm cái hàng hơn. Làm hai cái liền nhau luôn. Nó xa nhau vậy. Đây này. Đó. Có phong lý. Có phong lý. Đây. Người ta này có nhiều người chẳng. Cá luôn nè. Để sao cắt giấy chuẩn nhất. Đồng hồ mình vừa với design xong nhá. Đấy. Còn cái này con lợn, con chuột này. Đấy. Còn cho bạn xem. Thì mình sẽ gửi cho Dũng để Dũng từ cái hình này mình Dũng thiết kế ra một cái gì đó tương xứng. Ơ? Không không khớp à? Đúng. Đấy biết đây là nó. Thấy cái bạn đi kia này họ vậy. Ừ. Có mà. À, ừ. Bên kia là mình đắp trên nó coi kìa. Đấy, à vậy phải không? Đấy, cái phần họ này mình sẽ đắp thêm này. Để lúc nào làm xong đồng hồ thì mình mới đắp được. Đó, đắp luôn. Đây là vòng tua. Đó, vòng tua. Chúng ta nhét cái máu bên này. Đây là báo báo số. Báo số, báo gì ấy. Báo bộ liên hợp của đây. Đấy em nhá, thì hiện tại là trời tối rồi. Sáng nay thì bọn mình không làm được xe tại vì là mình còn phải dựng cái mấy cây cột cho mọi người. Để mọi người lấy cái khung hình để mọi người xây mọi người ạ. Đấy, còn đâu chiều nay thì
chiều nay thì bọn mình đang tiến hành là xử lý phần vô lăng này, cũng như là vừa rồi các bạn có thể thấy thì bọn mình đang lấy cái hình dạng của cái đồng hồ đấy, hình dạng của cái đồng hồ để bọn mình sẽ tiến hành làm một cái đồng hồ chờ Dũng xử lý một cái đồng hồ như vậy mọi người nhé. Đó, và bọn mình sẽ xử lý cả cái phần cái cổ vô lăng ấy cho nó ok hơn mọi người ạ. Cái này tiến hành vào cái cổ vô lăng luôn để làm đến sáng mai nó khô. Mai nó khô thì mình mới bóc được ra, thì mình mới dính được vào để xem nó form tiếp đến đâu. Nhưng cái này là mình phải lấy mẫu đó. Đấy. Cái phần kia thì đóng hàng và để mai mình gửi được nhé. Hiện tại trời tối rồi, mình sẽ không gửi được, mai mình gửi cho Dũng và Dũng nhé. Cái khung hình nhé, để giao Dũng thiết kế. Hai chiếc. Hai mảnh. Rồi cái phần nút điều khiển đồng hồ khả năng là để mình mua chiếc đáp. Nút điều khiển á? Ừ. Thì mình cứ mua đi. Nút điều khiển những cái ở trên bảng điều khiển á. Rồi. Thì mình mua chiếc áp để mình vặn nó có độ trơn trơn hơn á. Ok. Vậy đi. Câu chuyện là như thế anh em nhé. Bây giờ thì trời sắp tối rồi, mình chạy qua, mình cho anh em xem một chút về cái tiến độ công trình ngoài này của mình mọi người. Đây. Bạn mình. Đây mọi người ạ, đây toàn bộ cái công trình của mình đang hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi. Sáng nay thì bọn mình đã dựng cái cột lên. Rồi thì các bác thợ, anh thợ đang tiến hành là xử lý xây kìa. Các bạn nhìn thấy chưa? Ra khung hình chưa? Đây toàn bộ những cái cây sắt này, sau này sẽ như này được. Cổng này rộng 5m bằng cái cổng nhà chính của mình mọi người nhé. Bằng cái xưởng kia, mỗi tụi nó không cao bằng thôi, nhưng mà tại vì bọn mình không làm tầng 2 là chỉ một tầng thôi, như này. Đấy, hai bên cột, đằng sau thì mình xây được cái bờ như này rồi mọi người ạ. Đây, xây cái bờ như này rồi. Chắc là ngày mai mọi người xây bờ ngày này hay sao ấy. Nói chung đấy là việc của mọi người thợ xây. Thì bọn mình chỉ biết là sáng nay họ hoàn thiện được cái phần cây này là cho mọi người yên chí rồi. Còn việc của mọi người là xây bao giờ bọn mình xây xong, mọi người xây xong thì mình sẽ tiến hành là bắn mái tôn mọi người nhé. Ok. Và bây giờ thì mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình nhé. Bye bye anh em.